Thì ghe cũng sắp chạy rồi, thì bây giờ để mình sẽ quay về cái hầm máy ghe trước đực coi như thế nào. Cái này trước đực nghe cả càng. Ây da. Mày nói sao? Đây. Coi mấy con gì. À đấy, dính dính mới buông được. Buông đi, buông đi. Cốc đời cũng nặng trời. Mấy hơn cái cây. Bán gì vậy trời? Trời ơi, chó hôm nay cũng mới làm được, không có anh hai cũng nghỉ vậy đó. Ngồi này đậu luôn đó. 13 hôm nay gánh anh hai, anh chỉ anh hai hôm nay. Đủ quá, đi ra cái này hơi nè, ra nhớt chết mà nội không chịu kiếm ống người ta đâu cũng dứt. Đâu mày, bán tôi gắt luôn cho. Đợi ông làm chết năm con heo á. Hộp số này nhiêu vậy cậu? Số 9 đồ gửi à? 9 đồ gửi ha. Máy này 139 hả cậu? Các bạn đang xem là cái máy 139 nè. Chạy hộp số 9 tua rưỡi với cái xác là 4m6. Ngang cái xác 4m6 rồi cái lắp. Rồi đó xuống dưới khoảng bao nhiêu ta? Ồ cái lắp này 120. Rồi, không có lắp nữa rồi. Lắp 120. Rồi đi cũng mấy à. Lên cấp lên. Chút nữa ghe chạy rồi các bạn ơi. Đây coi. Ồ cái bồn lượt dầu inox nè. Ồ hai cái phi dầu. Đây. Hai phi nhựa. không có lắp keo, tùy theo cái trang bị thôi. Đây có máy đèn. Rồi, đây không có máy đèn. Ghe này không có máy đèn. Ghe này chơi đèn bình không à. Ghe đực à. Có Nemo máy lớn thôi, chứ không có chơi. Rồi. Hầm máy này cũng sạch sẽ nè. Cô chỉ đi gần không có sáng, sơ chưa có sơn gì thôi. Đó thôi, bình nè. Bốn cái luôn. Đời đèn đầy đủ. Hơi lửa rồi. Có thuốc không? Không. Có thuốc không? À, chút bồ dừa lửa, bồ gió. Đang lắp cốc đẩy vậy cậu? À. Cái máy này mình chạy là một đêm có bao nhiêu lít dầu vậy cậu? 320 à. 220 hả? 3. 320 ha. Là hai giả. Nếu mình chạy tốc độ nhanh thì hao dầu thôi. À. Này chạy tốc độ cỡ 3 cỡ 5 lý 6 lý à, kéo cào. Kéo cào có đi mấy hả lý à? Đi mấy hả lý hả? 8. Đi 8 hả? Dính nhấp xu hàng lý. 8 9 7 không xu. Đó thì bỏ qua nên để mình
bồn bồn dầu này chắc 1000 lít, hai bồn. Bồn bồn 1000, 2000. Chứ đó là để cho ba cái nhớt nó cặn, nhớt gì nó gà. Thôi sạch đi, cho nó đi dưới luôn, hầm luôn đi. Vô chết. Cái dây này mình nói thêm cái gì vậy? Thì bề ngang 4 mét mấy thì nhìn nó hơi hẹp, nhưng mà cái máy Hino thì nó hơi bự cho nên nhìn thấy nó hẹp. Còn đặt cái máy Cummins xuống thì nó rộng, tại vì bề ngang của nó không có nhỏ hơn cái máy Hino này nhiều. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Rồi mình sẽ quay về những ngành nghề liên quan đến đánh bắt hải sản, những ngành nghề hậu cần. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, hãy đăng ký nha.